Hola, chào mừng các bạn đang xem kênh Me Tây Vlog. Và hôm nay là ngày thứ sáu, thứ bảy gì đó sau khi mà khu này tự cách ly. Mình cũng không nhớ là ngày thứ mấy luôn á các bạn ơi. Hôm qua hai cô cháu mình đi từ đây ra Phú Quốc để mua đồ ăn cho đủ gần 4-5 ngày gì đó. Thì có mua sườn, mua trứng về làm món cơm tấm sườn, chả trứng. Thì bây giờ mình chuẩn bị nấu ăn. What are you doing? Now, I was playing with Facebook. Trong khi mình chuẩn bị nấu ăn thì chồng mình chỉ chơi Facebook thôi đó các bạn, sướng chưa? Thì tối hôm qua, tại vì cái món sườn nướng là mình phải làm một số công đoạn từ tối hôm qua, ví dụ như là ướp thịt và làm đồ chua, thì mình sẽ quay lại các công đoạn đó cho các bạn xem tóm tắt thôi nha. Còn bây giờ là lát nữa là mình sẽ quay qua làm món trứng chưng thịt ha, mình làm chả trứng đó. Chả thịt đó để mình ăn với cơm sườn. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái công đoạn ướp thịt vào tối hôm qua nha. And now you can continue to play your Facebook. Okay, thank you very much. I will get smarter and I will learn what's going on around the world. Ok, make a lot of money. Rồi mời các bạn theo dõi mình làm cơm tấm nha. Các bạn ơi, mình vừa mới ăn xong buổi tối thì bây giờ mình chuẩn bị ướp sườn để sáng mai mình nướng và mình làm cơm tấm sườn nha các bạn. Rồi mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê mua tiêu nha các bạn. Còn đây là hành tỏi mình giã nè, không có cái cối cho nên mình giã tạm ra trong cái chảo này, cái nồi này nó không có được nhuyễn lắm. Ở đó mình nhà chỉ có Cho nên mình bỏ một ít tỏi với lại hành ha. Còn cái này là sả băm nha các bạn. Mình sẽ cho một muỗng đường, một muỗng bột nêm, một muỗng hai muỗng dầu hào, một muỗng tương cà. Cái sốt tương cà này để cho nó màu thịt nướng lên nó đẹp nha các bạn. Mình xịt khoảng một muỗng nước tương nha các bạn. Rồi sau đó mình trộn đều lên nha. Đó, cái tương cà nó làm cho cái thịt ngày mai nướng sẽ có màu đẹp ha. Trộn đều lên ha. Này các bạn ơi, sau khi mình bỏ các gia vị vô thì mình trộn cho nó đều ha. Trộn cho đều xong rồi sau đó mình sẽ để vô tủ mát ha. Rồi ngày mai mình sẽ nướng. Thịt nướng mà ướp qua đêm mình sẽ rất là ngon nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ đây là thành phần ha. Cái này là nửa ký thịt xay. Cái này là nấm mèo, hành tím, bún bún tàu hoặc là miến ha. Và mình có ba quả trứng. Đó, bây giờ mình sẽ nêm nếm nha. Mình sẽ cho vào đây hết tất cả các thành phần này. Biết có nhiều không? Thôi chắc mình bớt. Mình bớt cái nấm mèo lại đi, không có bỏ hết đâu. Lát nữa thiếu thì mới bỏ thêm ha. Cho hết bún miếng vào, bún tàu hoặc là miếng nha các bạn. Rồi mình sẽ cho vào đây khoảng một muỗng tiêu xay, một muỗng hạt nêm, nửa muỗng đường, nửa muỗng nước mắm cho nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ đập ba cái trứng vào. Mình còn một quả trứng để làm cái mặt trên sau cùng nữa nha các bạn. Lát nữa mình sẽ bỏ vào sau. Ba cái trứng này chắc là không đủ đi chứ. Lát nữa thiếu thì mình sẽ bỏ thêm nha. Mình sẽ nhắm. Bây giờ mình sẽ trộn lên nha các bạn. Thôi mình bỏ hết nấm mèo vào luôn đi. Tình hình là phải thêm một cái trứng vào nữa. Các bạn ơi mình đập thêm một cái trứng nữa nha. Mình thấy nó không có đủ. Là bốn cái trứng nha các bạn. Lát nữa là còn một cái sau cùng để bỏ lớp trên nữa là năm ha.
Rồi trộn đều lên, sau đó là mình bắt nước sôi lên mình chưng nha các bạn. Cái này chắc là cũng phải chưng 30 phút mới chín ạ. Các bạn ơi, trong khi mà cái nồi trứng chưng thịt ở bên này mình đang hấp thì mình sẽ làm dầu hành nha các bạn, là mỡ hành đó, mình không có làm tóp mỡ với lại hành mà mình làm dầu với hành ha. Dầu bắt đầu nóng thì mình bỏ hành vô nha các bạn. Mình đảo nhanh. Sau đó mình sẽ tắt nhanh nha, tại vì giờ mỡ hành không nên chín quá. Rồi như vậy là được rồi, mình tắt nha các bạn. Các bạn ơi, đây là cái thau đồ chua nè ha. Đồ ghém chua mình đã làm gồm cà rốt và củ cải trắng ha. Cái này mình đã làm lúc gần tờ mờ sáng các bạn. Điện thoại của mình lúc đó chưa có sạc pin cho nên mình không quay được. Bây giờ mình nói tóm tắt lại cho các bạn xem ha. Thì các bạn mua về, các bạn mua cái đồ sắn rau củ, các bạn sắn thành cái hình này ha. Sau đó các bạn, cái này mình làm hai củ cà rốt với lại hai củ cải trắng. Thì mình làm 200g 200g đường, 200ml giấm và 400ml nước đã nấu để nguội nha. Xong rồi mình trộn cái hỗn hợp này vào đây. Mình bỏ thêm một muỗng cà phê muối nữa cho nó có cái vị đậm đậm. Đó, mình ngâm trong khoảng 6 tiếng thì có thể ăn được. Nếu mà các bạn ngâm qua đêm thì càng tốt ha. Tối hôm qua mình quên cho nên sáng nay mình mới thức dậy thiệt là sớm để làm đó các bạn. Cho nên mình không có quay phim được cái cách làm. Bây giờ mình chỉ giới thiệu cho các bạn như vậy ha. Đó. Đó, trong khi thợ nướng thịt vẫn đang nướng đây nè các bạn. Đó, được một dĩa rồi, còn một mẻ cuối cùng nữa. Good job. Thì bây giờ mình đã làm xong nước mắm này các bạn, mình chia sẻ lại ngắn gọn thôi ha, tại vì mình quay nó quá nhiều công đoạn, mình không có muốn quay hết được. Thì nước mắm ở này có 3 muỗng đường, 3 muỗng chanh và 6 muỗng nước mắm. Đó, thì thành phần chỉ có như vậy thôi. À, thêm có khoảng 3-4 muỗng nước nữa nha các bạn. Đó, đây là nước mắm của mình. Một muỗng tỏi băm và một muỗng ớt băm. Vậy ha. Đó, đây là thành phần nước mắm ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vô mình coi cái trứng chưng xong nữa là mình có thể dọn cơm được rồi các bạn ơi. Đây, trứng chưng đây này các bạn ơi. Chu cha, nước nó xuống ướt nhẹp luôn rồi, trời ơi. Bây giờ mình sẽ thử coi chín chưa nha. Chưa có chín, nước nó còn lên, nó đỏ đỏ là chưa có chín nha các bạn. Đó, chưa có chín. Rồi các bạn ơi, hồi nãy mình phải múc cái nước hồi nãy dư dư ra đó, nước hơi á, bây giờ mình đổ trứng lên nha. Trứng lên mình hấp đợt này nữa. Mình bỏ vô đây mấy lớp ớt nha các bạn. Rồi, mình đậy lại nha. Rồi một lúc nữa là được. Đây này các bạn ơi, sau khi cái tô này mình đã chưng xong mình rắc lên ít tiêu ha. Rồi bây giờ mình dọn cơm ra nha. Các bạn ơi, đây là dĩa cơm sườn trứng của mình nha. Trứng chả trứng nha. Trứng chân thịt dành cho ông chồng của mình. Need a little fish sauce. What is this? Egg and pork and noodle and mushroom. Mushroom, okay. Yeah. Oh, huh. Ooh. They're good. Các bạn ơi, mời các bạn ăn cơm tấm sườn nướng với lại hai cô cháu mình nha. Coi cái dĩa hoành tráng không các bạn. Nè, sườn cốt lết, sườn cây và chả trứng. Chả trứng này quay lại mặt này cho nó đẹp đẹp miếng coi. Mình trình bày hơi bị lộn xộn. À, sao con ăn nãy giờ rồi con thấy sao quý? Cô đi bán cơm tấm được không? Được. Được, nhìn vô video nói cho người ta nghe coi kìa. Thịt thơm mềm. Gì nữa, vậy thôi hả? Nước mắm thì sao? Nước mắm thì
ghét cái là không có ăn cay mà bỏ ớt. Ờ, ăn cay mới ngon chứ. Rồi bây giờ đối diện mình là ông xã mình với lại Phát đẹp trai đang ăn, để mình quay ngược video trở lại mình phỏng vấn hai người này coi làm sao nha. Xin chào Phát đẹp trai, sao con ăn thấy ngon không con? Nói chung là nãy 10 giờ con ăn cơm xong rồi, bây giờ con thấy cái tô này của cô ngon quá nên con về con đẩy nữa. 10 giờ đẩy bây giờ 12 giờ ăn nữa đó các bạn. Rồi, còn chồng tôi kìa, honey. Yes, darling. How is this? This is a king plate. King plate, phần king ăn của vua đó các bạn. Vua của đảo này á. With the good company. Rồi với ăn với bạn bè tốt, với bạn bè. With the full family. Với gia đình hen. So, my food. Yeah, beautiful, very good. Thank you. It's very good. Okay, thank you. Các bạn ơi, mình đã ăn cơm xong rồi và bây giờ mình ăn tráng miệng với lại thơm. Thì sau khi mà mình làm cơm tấm xong á, mình ăn xong cái dĩa cơm tấm á, thì mình tự nhủ là mình không có thể nào đi bán cơm tấm được. Tại vì các bạn sao không? Làm rất là nhiều công đoạn lỉnh kỉnh, nào là mỡ hành, nào là sườn nướng, nào là trứng chưng, rồi nào là thịt nướng. Đó, mình thấy quá nhiều, cho nên là thôi mình bỏ cái sự nghiệp mà ấp ủ đi làm bán cơm tấm nha các bạn. Hy vọng là các bạn thích cái video của mình và tiếp tục ủng hộ kênh Metay Vlog, like và bấm đăng ký cho kênh của mình nha các bạn ơi. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo nha. Bye bye.